Cận cảnh tàu siêu tốc Trung Quốc chở 400 triệu người về ăn Tết. Những con tàu siêu tốc nhanh nhất thế giới của Trung Quốc năm nay sẽ chở khoảng 400 triệu người trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2018. Theo báo chí, người Trung Quốc ngày 1 tây tháng 2 đã bắt đầu cuộc di dân lớn nhất thế giới để về quê ăn Tết. Cuộc xuân vận năm nay ước tính kéo dài đến ngày 12 tây tháng 3. Khoảng thời gian một tuần trước Tết 23 tháng Chạp là lúc lượng người Trung Quốc đổ dồn về quê đạt đến đỉnh điểm. Truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn lời quan chức ước tính sẽ có 2,98 tỷ lượt hành khách đi tàu, xe khách và máy bay về quê. Trong số đó, xe khách chiếm số lượng lớn nhất và loại hình giao thông phổ biến nhất. Nhưng con số này dự kiến sẽ lần đầu tiên sụt giảm trong năm nay vì mạng lưới tàu siêu tốc ngày càng được mở rộng. Ngày càng nhiều người Trung Quốc chuyển sang di chuyển bằng đường sắt cao tốc để về nhà, theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc ước tính các đoàn tàu cao tốc sẽ chở tổng cộng 390 triệu hành khách trong dịp Tết Nguyên Đán, tăng 8,8% so với năm ngoái. Để đáp ứng nhu cầu tăng vọt, Trung Quốc đã bổ sung thêm 177 chuyến tàu cao tốc chở tổng cộng 100.000 lượt hành khách mỗi ngày. Mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc được đánh giá lớn nhất về thế giới và đạt tốc độ cao nhất. Tháng 9 năm 2017, Trung Quốc đã tăng mức giới hạn tốc độ của tàu siêu tốc lên đến 350 km trên 1 giờ, 6 năm sau khi hạn chế tốc độ vì tai nạn chết người. Với tốc độ này, hành trình từ Bắc Kinh đến Thượng Hải chỉ mất 4 giờ 28 phút, giảm 1 giờ so với trước. Chính quyền Trung Quốc dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới đường sắt cao tốc, nâng tốc độ tối đa lên tới 600 km trên 1 giờ vào năm 2020. Năm ngoái, Trung Quốc bổ sung thêm 3.000 km đường cao sắt cao tốc, nâng tổng số mạng lưới đường sắt cao tốc lên tới 25.000 km. Tuy vậy, con số này mới chỉ bằng 1/4 so với mạng lưới đường sắt thông thường. Thiền sư Khương Tăng Hội từ Việt Nam chống gậy sang miền Giang Tả của Trung Quốc để truyền bá Phật Pháp cách đây hơn 1.700 năm vào năm 247 dương lịch. Ngài đến kinh đô kiến nghiệp của nước Ngô là một trong ba nước chia nhau thế chân vạc thời Tam Quốc để dựng am tranh và lập bàn thờ Phật. Thời đó, tuy đạo Phật đã truyền vào nước Ngô, song vì mới manh nha buổi đầu nên người trong nước còn ngờ vực và rất ngạc nhiên khi thấy một ông thầy tu xuất hiện. Họ đã tâu lên với vua là Tôn Quyền rằng có một người ở nước ngoài mới vào, trong dáng điệu và cách ăn mặc của người ấy khá lập dị lạ mắt. Vì thế, xin nhà vua cho kiểm tra xét hỏi kỹ càng. Nghe tâu, Tôn Quyền sai người mời Khương Tăng Hội đến gặp và hỏi: "Đạo Phật có gì linh nghiệm?" Khương Tăng Hội đáp: "Có ngọc xá lợi Phật." Tôn Quyền hỏi: "Xá lợi là gì?" Ngài giải thích: "Đại ý, xá lợi là phần còn lại sau khi dùng lửa hỏa thiêu thân của Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài mới qua đời. Thân ấy là thân kim cương, không có gì làm hư hoại được. Song vì lòng đại bi thương xót chúng sanh, nên Phật đã dùng thần lực khiến nát thành hàng chục vạn hạt ngọc sáng đẹp li ti để lại cho đời. Ai nhìn thấy và cung kính chiêm ngưỡng, lễ bái xá lợi, người ấy sẽ được phước lớn. Chính vì vậy, sau ngày Phật tịch diệt khoảng 100 năm, vua A Dục đã tìm kiếm và phân phát xá lợi cho người khắp các phương, đồng thời ra lệnh xuất vàng bạc trong kho, quyên góp thêm của bá tánh bên ngoài để xây 84.000 tháp thờ xá lợi ở nhiều quốc gia. Phàm việc dựng tháp cũng là nhằm giữ gìn ngọc Phật để làm rõ thêm cho đời sau biết sự linh ứng của những gì còn sót lại từ thân kim cương bất hoại của Đấng Chí Tôn. Tôn Quyền vẫn chưa tin hẳn, bảo Khương Tăng Hội: "Thầy nói Phật linh ứng thì thầy hãy thử cầu Phật ban xá lợi xuống nơi đây, đem đến ta xem tận mắt. Nếu thật có xá lợi, ta sẽ truyền cho dựng tháp để thờ. Còn như thầy cầu không có xá lợi, tất nhiên thầy sẽ mang tội khinh dối và sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo phép nước của ta." Khương Tăng Hội đồng ý mở pháp hội cầu xá lợi Phật tại kinh thành Kiến Nghiệp trước sự chứng kiến của vua Tô nhà Ngô
và xin cho 7 ngày để báo kết quả. Liền đó, ngài về Am Tranh gọi hết các đệ tử đã đi theo ngài từ Việt Nam sang đất Ngô thông báo: giáo pháp của Đức Thích Ca có thịnh hành hoặc bị gạt bỏ ở đất Ngô này sẽ do chính kết quả của pháp hội lần này quyết định, nên các ngươi phải chí thành cầu nguyện, nếu không về sau hối hận cũng vô ích. Nói rồi, ngài cùng các đệ tử rút vào hẳn trong tịnh thất, chay tịnh cả thân lẫn tâm, nâng chiếc bình rỗng đặt lên bàn thờ, thành kính thắp hương lễ lạy, nguyện cho xá lợi Phật hiện ra trong bình. Nhưng 7 ngày trôi qua không thấy ứng nghiệm, bình vẫn rỗng không. Ngài bèn xin thêm 7 ngày nữa, vẫn không hiệu quả. Tôn Quyền tỏ ý bực dọc nói: thật là dối gạt người khác, và định cách tội ngài. Xong, ngài lại xin gia hạn lần cuối nữa, thêm 7 ngày tiếp đó. Tôn Quyền cũng rộng rãi chấp thuận y theo. Lần này đến sẩm tối ngày thứ 7 rồi vẫn chưa thấy động tịnh gì. Tôn Quyền muốn xử tội ngài thích đáng. Ai nấy đều lo sợ và nghĩ chắc tính mạng của ngài và các đệ tử đã được định đoạt. Nhưng khi tới canh năm, lúc trời mờ mờ sáng, bỗng nghe có tiếng len keng loảng xoảng trong bình. Khương Tăng họ đến mở ra xem, thấy có Xá Lợi hiện ra trong đó. Sáng hôm sau, Khương Tăng họ đem trình cho Tôn Quyền xem. Cả triều đều tụ lại chiêm ngưỡng và thấy ánh sáng năm màu của Xá Lợi chói sáng lên quanh miệng bình rất đẹp. Tôn Quyền tự tay mình nâng bình lên để trút ra chiếc mâm bằng đồng đặt sẵn. Lạ thay, Xá Lợi lăn tới đâu thì mâm đồng vỡ nát tới đó. Đoạn trích trên đây không phải là lời nói cửa miệng, mà được chính các sách sử Trung Quốc ghi lại, như Cao Tăng Truyện của Huệ Hạo năm 496-553, hoặc Xuất Tam Tạng Ký Tập của Tăng Hữu năm 445-518. Tham khảo sử sách các triều Tấn, Tống, Tề, Lương, Ngụy. Riêng Cao Tăng Truyện ghi lại chi tiết tiếp theo như sau: khi thấy Xá Lợi trút ra lăn vỡ mâm đồng, Tôn Quyền quá đỗi kinh ngạc nói: thật là điềm lành hiếm có. Khương Tăng Hội nói thêm với Tôn Quyền: oai thần của Xá Lợi không chỉ dừng lại ở những tia sáng ngũ sắc kia đâu, mà còn ở chỗ đem lửa đốt không cháy, lấy chày bằng kim cương đập cũng không thể nát. Tôn Quyền sai người làm thử, đặt Xá Lợi trên chiếc đe sắt, bảo lực sĩ cầm chày để đập. Nhưng Xá Lợi không hề gì, mà cả đe sắt lẫn chày đều bị nứt vỡ. Quyền tận mắt chứng kiến việc ấy nên thán phục không ngớt, truyền cho dựng tháp để thờ và lập một ngôi chùa gọi là chùa Kiến Sơ. Chỗ đất ấy về sau gọi là xóm Phật. Và đạo pháp ở Giang Tả hưng thịnh bắt đầu từ câu chuyện một thiền sư từ Việt Nam cầu nguyện cảm ứng xuất hiện Ngọc Xá Lợi tại Trung Hoa như thế. Khi Tôn Quyền bệnh chết năm 252, nước Ngô trải qua cuộc biến động. Đến Tôn Hạo nối ngôi cha năm 264, muốn hủy bán Phật pháp, sai đem tượng vàng đào được sau hậu cung đặt ở ngoài trời, lấy nước bẩn tưới lên gọi là tắm Phật để đùa cợt, nhạo báng. Chỉ trong chốc lát, cả mình máy Hạo sưng to, điều đái đau nhức, gào kêu suốt ngày không bớt, liền cho mời Khương Tăng Hội vào hỏi chuyện. Tôn Hạo muốn phá bỏ tháp thờ Xá Lợi Phật do cha mình là Tôn Quyền phát tâm dựng nên. Hay tin ấy, nhiều vị tâu vua chớ khinh suất, vì Xá Lợi do Khương Tăng Hội cầu nguyện cảm ứng là điềm lành hy hữu của nước Ngô, mà Phật là vị đạo sư của chư thiên trên trời lẫn loài người dưới thế, nên xin nhà vua hãy cẩn trọng đừng đập phá, sợ sẽ động đến mệnh nước và ngôi thiên tử. Nghe lời tấu trên, Tôn Hạo chùng tay lại, sai một người có tài ăn nói lưu loát bắt bẻ ngọn ngành là Trương Dục đến chùa Kiến Sơ gặp Khương Tăng Hội để chất vấn về Ngọc Xá Lợi và Phật pháp. Hai người đàm đạo suốt ngày, hỏi giải thích và đối đáp trôi chảy, khiến Trương Dục tâm phục. Hỏi thêm: sát cổng chùa có ngôi miếu thờ Dâm Từ trái với Phật pháp, sao chưa đập phá? Hỏi đáp: khi sấm sét vang dậy, sức nổ đánh sập cả ngọn núi lớn, nhưng người điếc không nghe tiếng sấm ấy, không phải vì thế mà tiếng sét bị nhỏ đi. Thưa ngài, cũng vậy, giáo lý nhà Phật rất sâu màu. Nếu có kẻ tâm tối không rõ chánh pháp thì chánh pháp vẫn không vì thế bị lu mờ theo. Nay Dâm Từ ở cạnh chùa, chùa không vì thế mà mất chân pháp. Nhớ lời đáp ấy, Trương Dục đem về tâu với Tôn Hạo. Hạo ngẫm nghĩ nghĩa thâm diệu, mới quyết định không đập phá chùa tháp nữa. Khi Tôn Hạo ngã bệnh vì hủy bán Phật pháp, đã cho người cầu đảo khắp miếu đường không lành, phải đem tượng Phật đặt lên điện lễ bái, sám hối ngày đêm
và lấy nước thơm rửa tượng mấy chục lần, cơn đau mới giảm dần. Khương Tăng Hội vào cung thuyết pháp cho Hạo. Đến đoạn nói, người tu hành đi, đứng, nằm, ngồi đều nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh để cứu vớt. Hạo cảm động thấu tim, mới xin quy y Tam Bảo là ba ngôi cao quý Phật, Pháp và Tăng. Quy y được 10 ngày thì bệnh lành. Tôn Hạo liền xuống lệnh tu sửa chùa Kiến Sơ rõ ràng trang nghiêm hơn nữa, và bảo các tôn thất quần thần phải phụng thờ chư Phật, ai nấy đều tuân theo. Sống và truyền pháp như thế trên đất Hoa hơn 30 năm, Khương Tăng Hội đã viên tịch năm 280, để lại nhiều công trình dịch kinh, dựng chùa, xây tháp thờ Xá Lợi. Đến đời Đường, ngài Huyền Trang sau chuyến Tây Du mang về 150 viên ngọc Xá Lợi Phật và rất nhiều kinh tiếng Phạn để phiên dịch sang tiếng Hán. Người ta đã vẽ trên tường của viện phiên kinh ở chùa Đại Từ Ân các dịch giả kinh Phật trước đó, trong đó có tượng Khương Tăng Hội. Ngài là một thiền sư Việt Nam, song tác giả người Trung Quốc Như Tĩnh Mại khi viết về ngài đã tước bỏ nguồn gốc Việt Nam người giao chỉ của ngài để thay vào đó quốc tịch Trung Hoa. Cụ thể viết, Khương Tăng Hội là trưởng tử của đại thừa tướng nước Khương Cư. Sự thật không phải như thế, và nguồn gốc Việt Nam của ngài Khương Tăng Hội đã được các thiền sư cũng như nhiều nhà nghiên cứu Phật học nước ta truy nguyên. Như thiền sư Thích Nhất Hạnh khẳng định, Tăng Hội chắc chắn là sinh trên đất giao chỉ. Cha và mẹ ông mất năm ông lên 10 tuổi. Lớn lên, ông đi xuất gia và tu học rất tinh tấn.